Các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nên các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Nếu có cuộc bình chọn ai sẽ là hoa hậu thân thiện tại thế giới bóng đá nam lúc này thì dám cá với anh em, cái tên N'Golo Kanté sẽ ăn chặt giải thưởng. Tuy nhiên, tuyển thủ người Pháp được yêu quý không phải chỉ ở đức tính khiêm tốn, lối sống giản dị cùng nụ cười mang cả bầu trời Cute, mà điều quan trọng nhất là Kanté sở hữu một lối chơi vô cùng chắc chắn cùng lối chơi máu lửa khiến cho bất kỳ huấn luyện viên nào cũng thèm muốn. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha cướp bóng đã trở thành thương hiệu của trai đẹp Kanté để thấy được vì sao anh lại được nhà nhà người người yêu quý đến như vậy nhé. Em khuyên bác Toni Kroos thế này, dù gì mình cũng có tuổi rồi, với lại sở trường của bác là những quả chọc khe có tính sát thương cao thì mình cứ đứng mà chọc thôi. Chứ bác đối đầu với idol Kanté mà bác định làm một cú bứt tốc thế này, lại mất công idol phải soạt bóng và được báo chí khen ngợi. Bàn mở tỷ số này của Timo Werner là minh chứng rõ nhất cho câu nói nổi tiếng 70% diện tích bề mặt trái đất là nước, phần còn lại là Kanté. Không chỉ xuất sắc trong các pha đánh chặn, tuyển thủ Pháp còn chính là người phát động đường tấn công dẫn đến bàn thắng giải vía cho Werner. Một pha phối hợp tam giác cực đỉnh của Kanté, Werner và Kai Havertz. Với nguồn thể lực và tốc độ tuyệt vời của mình, số 7 của Chelsea đã mở ra một khoảng trống rất lớn để hai người đồng đội cùng mang quốc tịch Đức có được màn bón hành hàng thủ đắt giá của Real Madrid. Mặc dù không cao, nhưng Kanté cũng khiến cho khối ông cao hơn mình mà chẳng thể chiến thắng trong những pha không chiến. Và nạn nhân lần này, trớ trêu thay, vẫn là Toni Kroos. Có vẻ như số 8 bên phía Real Madrid là cầu thủ nhỏ nhất sau hai màn đụng độ với Chelsea ở vòng bán kết Champions League mùa giải năm nay. Khi hết bị Kanté bỏ túi trên sân, lại tiếp tục bị con trai cưng quốc dân Mason Mount cà khịa trên mạng. Chắc hẳn 500 anh em của King không còn xa lạ gì với nụ cười tỏa nắng đốn mọi trái tim từ già trẻ gái trai của đại sứ Cute Kanté. À cơ mà đấy là câu chuyện ngoài lề sân cỏ thôi nhé. Còn trong khi thi đấu thì đừng có đùa với anh. Hãy nhìn gương mặt quyết tâm phá bằng được pha bóng này của Kanté, máu lửa và chính xác. Bảo sao và số 7 của Chelsea luôn là niềm ao ước của bất kỳ huấn luyện viên hiện đại nào. Các ông mà vẫn còn thích ý kiến kiểu như là Kanté chỉ truy cản được mấy thanh niên ở giữa sân chậm chạp, xoay sở kém, thì bây giờ hãy chứng kiến màn làm gỏi của tiền vệ người Pháp với một con ma tốc độ tại ngoại hạng Anh, Sadio Mane. Chỉ cần chậm một nhịp đảo chân thôi mà một cầu thủ có tốc độ thượng thừa như Mane cũng phải chào thua trước màn đeo bám và cắt bóng quá chuẩn xác của N'Golo Kanté. Good job anh!
Quả thực tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù cho vị trí tiền vệ phòng ngự đã trở nên vô cùng quan trọng trong bất kỳ sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên, nhưng để tìm được một chuyên gia cắt bóng ngọt như bí lùi như N'Golo Kanté chắc chỉ đếm ngược trên đầu ngón tay. Cảm giác thiên thần có nụ cười duyên này chỉ cần thò cái chân ra cái là có thể nhẹ nhàng giành lại được quả bóng từ chân đối thủ luôn rồi. Tầm này đang vào form thì có gọi cả Messi vào tham chiến thì Kanté cũng nhận luôn kèo. Ai cũng biết khả năng rê và giữ bóng của số 10 bên phía Barcelona là đỉnh cao như thế nào. Nhưng Mbunga cũng chẳng thể nào qua được đôi chân thoăn thoắt của Kanté nên đành ngậm ngùi nhìn trai đẹp đoạt lại trái bóng một cách dễ dàng. Đang đối mặt với Kanté mà ông thần lại giữ bóng lâu thế này thì đúng là dở rồi. Và kết quả sau đó là thế nào thì các bác cũng biết rồi nhỉ. Ai đẹp trai hơn, cười duyên dáng hơn thì đương nhiên là người chiến thắng rồi. Cái tội suy nghĩ nhiều trước trai đẹp thì mất bóng là đúng rồi, phải không anh em? Có vẻ như Sadio Mane là cầu thủ có khá nhiều duyên nợ với Kanté. Hồi xưa thì tốc độ bị thua, giờ thì tuyển thủ Senegal rút kinh nghiệm, truyền bóng luôn cho đồng đội khi thấy Kanté đang chuẩn bị chạy đến cướp bóng. Nhưng mà đến cả ý đồ tưởng như hoàn hảo này cũng không thể hách não được idol bên phía Chelsea. Một pha cắt đường truyền cực bén và lừa luôn cả số 10 bên phía Liverpool đã được N'Golo Kanté thi triển ngay lập tức. Và lại một lần nữa, Mane chỉ biết cay xè mắt khi nhìn đối thủ lặng lẽ bước qua. Có lẽ đối với một thanh niên nổi tiếng là sở hữu khả năng ngáo bất thình lình như David Luiz, việc được chơi cùng với một chuyên gia âm thầm sửa sai cho đồng đội N'Golo Kanté quả thực là một điều hạnh phúc. Đây mấy bác nhìn xem, nếu mà không có sự dứt khoát của nhà vô địch World Cup 2018 mà lại để ông Luiz làm hết thì có phải khung thành của Chelsea đã bị đặt vào một tình huống báo động cực đỏ rồi không? Nhưng điều đó không thể xảy ra bởi vì The Blues đang sở hữu một vị thần hộ mệnh, đại sứ thân thiện Kanté trong đội hình. Vừa rồi là những tình huống soạt và cướp bóng mang đậm phong cách của N'Golo Kanté.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.